Để anh chuẩn bị cho nào. Thôi anh đừng đăng, bố mẹ em biết thì chết. Hay là anh xóa mặt em đi. Bố mẹ em mắng thì để anh đến anh xin cho. Anh xin làm con rể. Tối qua một đôi nam nữ vi phạm 5K nơi công cộng bị phạt hành chính tại chỗ. Thanh niên bây giờ chúng nó vô ý thức thế em nhỉ? Gì thế anh? Đứa nào trông như cái chả nhỉ? Hả? Không đeo khẩu trang và không đảm bảo. Anh nhìn xem đúng không? Em xem nào. Anh ơi, thôi em xin lỗi mà. Sao giống cái trà nhà mình, có phải không hả anh? Thì đúng nữa rồi còn gì nữa. Mà này, nó đi với cái thằng nào mà trông cái thằng này quen thế nhỉ? Dịch này nó lại phọt ra cái đợt dịch khác, cái con Covid của vì chết tiệt ấy. Loại vaccine công hiệu nhất ấy là loại vaccine được tiêm càng sớm càng tốt.